lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắc bê sát tà á quê ra hồn tu su khi hồn ít đúc khà hồn tu áp già bách trà hồn tu á nì khà hồn tu đi khà du cà hồn tu á rồ gà hồn tu sầm bát tì hít sa mi tu sát tà nàng bà ri hà rằng tu đúc khà bát tà cha ni đúc khà pha gia bát tà cha ni pha già sô ca bát ta chani so ca hồn tu sáp bê bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính chào anh chị mới vô ạ. Dạ, con xin được tác bạch để thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch ạ. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Ukasa ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha a thằng ga sa măng na ga tăng u bồ sa tăng gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha a thằng ga sa măng na ga tăng u bồ sa tăng gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti giam bi ma giang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha a thằng ga sa măng na ga tăng u bồ sa thằng gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Hài Ya, Nam mô Tham Mài Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tỳ nữ. Chào sư Kim Nhung, sư Hồng Mai, sư Tâm Hạnh, sư Thi Lâm, sư Hồng Nhật, sư Meta, sư Christina và sư Hạnh Kiểm. Sa thú quý vị nghe rõ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới trên đạo tràng khắp nơi. Bụt đăng sa đăng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa đăng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căn sa đăng ca cha mi con em hết lòng thành kính xin quy tăng. Đủ ti yam bi bụt đăng sa đăng ca cha mi con em hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì.
Đu ti yam bi đắc mong sa nâng ca chế hò mi. Con em hãy lòng thành tỉnh xin quy pháp lần thứ nhì. Đu ti yam bi sang cấn sa nâng ca chế hò mi. Con em hãy lòng thành tỉnh xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti yam bi bu đăng sa nâng ca chế hò mi. Con em hãy lòng thành tỉnh xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti yam bi đắc mong sa nâng ca chế hò mi. Con em hãy lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ ti yam bi sang cấn sa nâng ca chế hò mi. Con em hãy lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyambi Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti saranakkhadang nithi tăng. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê. Dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta. Về ra mặt đi sẽ khó bất năng xâm mắt giáo mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đai na. Về ra mặt đi sẽ khó bất năng xâm mắt giáo mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp Brahmacharya. Viramati sikha panang samadhiya ami. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sự thông dâm Muksavada. Viramati sikha panang samadhiya ami. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura mê raya ma cha pa ma da tha na. Về ra mặt đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Quy ca la phôn cha na. Về ra mặt đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự ăn sái giờ nên chạy ghi ta qua đi ta quy su ca đà sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man đà na quy phu sa na tha nam. Về ra mặt đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự múa hát thôi kèm đường. Xem múa hát nghe đền kèm trăng đêm thô bật thơm dội phẩm và đeo tràng hoa.
Ôn chay sa ya nam ha sa ya nam Quê là mặt đây sẽ có bất năng xa mà đi giáo mê. Còn xin mấy dữ liệu học là quỳ tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ba na ti ba ta Quê ra mà ni xích khá ba đăng xa mà đi giá mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamachappamadatthana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala phocana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacchagita vadita visukada sana mala gantha vile bana tharana mandana vifu sana thana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm rồi phấn đeo tràng hoa. Cha sa ja na ma ha sa ja na we ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. I mang at thang ga sa mang na ga tang bút tháp bành nha tang u bồ sa thang i mang cha ra tình i mang cha đi qua sang sam ma đề qua phi rắc Thi tùng samadhiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasika padani uposata sila vasena manchara tingi manchari vasang sa thukang katua ngap bamade na sammarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải năng mới giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon ti sì lê na phô ca sâm ba đai sì lê na ni pô tinh yon ti ta smai sì lăng vị số tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thu là dạ chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo.
Út ta mang ghê na quan đề hằng bà đa bằng sùng và rút ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quan đề hằng tham mạnh cha đu vít hằng qua rằng tham mê dô khá lý tô đô sô tham mô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quan đề hằng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. So tha la tho su vi tho pa ro na ho bo sa 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 ne a ro go su vi tho i sa ha sa pe nya ti pi sa an tha la tham su vi tha pa ro na ha bo sa 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 ne a ro ga su vi tha ho i sa ha sa pe nya ti pi te an tha la tha su vi tha pa ro na ha bo sa 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 ne a ro ga su vi tha ho tha sa ha sa pe Hiệt nhà tiết phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bún nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu sa sa năng. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bún nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu nô ga ru. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bún nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bún nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu ba ni nô. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bún nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu nô sa đăng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hội trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quý mục tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi kusala cầm măng cát tắp bằng kiri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sa ta sanh ni no a thi sa ta a sanh ni no ca tăng bùn nha pha lăng mây hằng. Sắp
Bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đin năng buồn nhá pha lăng ma già dê cha ta tha na cha năn ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già qua hàng hồn tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà nát sa bách cha dồ hồn tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên đưa đến đạo quả Niết Bàn. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến Tứ Đại Thiên Vương, Vua Trời Đế Thích, Chư Thiên hội trì mỗi người trong lớp học trong dung Phật giáo Nam Truyền này, Chư Thiên ở ngôi chùa Ngọc Đạt, Chư Thiên ở tịnh thất Thiện Hữu, Chư Thiên ở tại các ngôi nhà của các Phật tử trong lớp học, đến các chư thiên Càng Tháp Bà, Cửu Bàn Trà cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ, được an lạc lâu dài, và cầu xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy bát quan trai giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn truyền Tam Quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới, do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng, kính xin tất cả hoan hỷ với con. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, sư Pháp Sư đã vào lớp. Con xin được thay mặt đạo tràng được thỉnh Pháp Sư ạ. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chaloka Thipati Sambhati Ca tánh cha li an thi hoa răng a ya cha tham san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đê sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê
lên quỳ na danh cha ca giang sô tánh cha bằng thăng a phi thăm mà chậm mằng a cô ta danh tô cha tu sắc trang bập bố tha này dê ba ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sức kim nhung. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn thiện vụ ca Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em, đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc bài ngày hôm nay, Tương Ưng Kinh. Nam mô Bích Tha giá. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya giá chương 2. Tương ưng thiên tử. Một La Mã phẩm thứ nhất. Bài 4 La Mã Magatha. Một, đứng một bên thiên tử Magatha nói lên với Thế Tôn bài kệ. Vật vì chiếu sáng đời, do chúng đời soi chán, con đến hỏi Thế Tôn, muốn nghe lời giải đáp. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có. Ngày mặt trời sáng chói, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thường. Nam mô Bích Tha giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng phong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Và sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, siêu cho con một tín hiệu để con kính dân mít đến sư. Dạ, sa thú đành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được yên vui tiến hóa. Và con thỉnh sư giảng bài này rộng hơn một chút, bạch sư. Dạ, rất là ngắn gọn với những câu văn thì con đọc con không hiểu được. Dạ, con cùng thỉnh sư giảng giải rộng rãi cho chúng con được rõ thêm. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính đảnh lễ cho Tôn Đức Trưởng Lão, cho Hòa Thượng, cho Thượng Tọa, cho Đại Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức. À, chào tất cả quý phụ nữ và quý Phật tử. Thì cảm ơn cô Kim Nhung cũng như cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh và đã bóp bài lên để tất cả quý vị cùng có thể nắm cái câu Phật ngôn này. Và trước khi vào phần mà giải thích chia sẻ về cái ý nghĩa câu Phật ngôn, kính thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo là vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử, ngồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức có thể ca ngang chúc tất cả quý phật tử, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và hôm nay chúng ta học cái đoạn thứ tư, Magatha. Cái đoạn này, cái vị thiên tử, vị chư thiên Magatha đến nói lên bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn. Nhưng mà ở trong đây cái những cái người mà ở nhà in đó, họ không có in rõ, thì cái vị này á hỏi là vật gì chiếu sáng đời do chúng đời chói sáng. Con hỏi Thế Tôn muốn nghe lời giải đáp. Thì cái phần đó là cái phần cái câu hỏi của các vị chư thiên, và cái phần câu kế tiếp là cái lời lời giải đáp của Đức Thế Tôn. Cho nên là quý vị hiểu là ngay chỗ mà bốn vật chiếu sáng đời đó là cái câu giải đáp của Đức Thế Tôn á. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có, thì có gì? Mặt trời, mặt trăng, rồi ánh sáng của lửa, là thứ ba. Và cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái câu này thì như hôm trước thì cái ý nghĩa nó cũng trùng lặp trong cái xin nhớ, như trong những cái chương trước đó mình cũng có cái câu nó cũng giống như vậy nè. Thì quý vị biết rằng cái ở đời thì có bốn cái loại ánh sáng. Cái ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng. Rồi người ta dùng những cái chất liệu ta đốt lên, khi mà những cái chất liệu này nó cháy thì nó sẽ phát ra một cái ánh sáng. Đó là ba cái loại mà ánh sáng về vật chất. Rồi cái ánh sáng quan trọng nhất là cái trí tuệ. Thì trí tuệ ở trong thế gian thì nó có nhiều những cái trí về hiệp thế, những cái ngành nghề công nghệ, y học, kỹ thuật, nghệ thuật ở thế gian. Đó. Rồi cái điều quan trọng hết sức đó là cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Những cái trí tuệ kia đó nó còn nằm ở trong cái pháp hữu quy, cho nên là nó có những cái đúng nhưng mà nó cũng có những cái sai. Nó có lợi ích nhưng mà nó cũng có đem đến khổ đau. Duy nhất chỉ có cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác là cái trí tuệ
tối thượng, tối thắng ở trong tam giới này mà thôi. Cho nên khi mà những chúng sanh hữu duyên, những chúng sanh đã tạo trữ những cái phước báo, thì mới có thể mà sanh ra ở trong cái thời kỳ có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, hay là cái thời gian mà cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác còn còn hiệu lực. Đó, thì chính nhờ cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài mới mới chỉ ra, chỉ ra cái nguyên nhân của khổ. Cái khổ thì ai cũng thấy hết, ai cũng biết hết, dù có bậc chánh đẳng chánh giác hay là không có bậc chánh đẳng chánh giác thì cái khổ nó cũng hiển hiện ở trên thế gian này. Nhưng mà chỉ khi nào có một cái vị Bồ Tát đã tạo trữ đầy đủ công đức với cái chí nguyện, với cái chí nguyện cao thượng, thành các pháp để đạt đến giải thoát cho chính bản thân và giúp cho tất cả chúng sanh hữu duyên có thể hiểu biết được cái giáo pháp để mà thực hành. Cho nên cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác là tối thắng, hay là cao thượng nhất. Đó là cái điểm đó. Còn thí dụ như cái khổ hiển hiện ở thế gian này, nhưng mà trong những cái thời kỳ mà các bậc chánh đẳng chánh giác không có xuất hiện ở thế gian thì người ta ai cũng khổ, nhưng mà mỗi người giải thích cái khổ theo cái trí tuệ của mình, mà nó không giải quyết được, không có thể mà thoát ra được. Thậm chí các cái bậc độc giác Phật, các ngài tự thân mình thực hành đi đến sự giải thoát, nhưng mà các ngài không có khả năng để mà giảng giải cho chúng sanh hiểu biết được để mà thực hành. Cho nên khi mà có cái một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian thì cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác là cái ánh sáng tối thượng, đem đến cái sự giải thoát cho tất cả những chúng sanh hữu duyên, đem đến những cái lợi lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Đó là cái đại ý về cái câu Phật ngôn này. Thì chúng ta thấy rằng ở trong thế gian này, ở trong thế gian nó có những cái điều mà người ta cho là quan trọng. Thì quan trọng nhất này là cái tài sản. Những chúng sanh nào có đầy đủ của cải vật chất, tài sản, thì cái điều đó là cái điều quan trọng ở trong đời sống. Rồi chúng ta có những cái thân bằng quyến thuộc trong dòng tộc, để mà khi cần chúng ta được các thân bằng quyến thuộc trong gia đình, trong dòng họ có thể hỗ trợ. Rồi chúng ta có sức khỏe, chúng ta có sức khỏe đầy đủ thì chúng ta mới có thể thực hiện các cái công việc của mình, nó mới được tốt đẹp. Rồi chúng ta phải có sự hiểu biết, có trí tuệ thì chúng ta
làm việc nó mới đem đến những cái hiệu quả, cái lợi ích, những cái kết quả được tốt đẹp. Thì trong bốn cái điều đó đó, trong bốn cái điều đó đó, mà nếu mà nó có những trường hợp nó xảy đến cái sự mất mát, sự thất thoát, ví dụ như bây giờ cái tài sản do chính công sức mình làm ra, hoặc là cái tài sản này mình được thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà để lại, nhưng mà có một mai những cái tài sản này nó bị thất thoát đi bởi bởi là lửa, bởi nước lũ cuốn trôi, hay là hoặc là do một cái điều kiện nào đó mà cái tài sản này nó mất đi, thì sao? Thì chúng ta rất là khổ đau. Nhưng mà cái tài sản vật chất này đó, nó mất đi, chúng ta có thể tìm kiếm lại được. Nếu mà cái phước báo chúng ta từ quá khứ chúng ta đã có tạo, thì sao? Thì cái tài sản này có thể chúng ta tìm lại được. Rồi nếu mà thân bằng quyến thuộc, những cái người mà gần gũi thân cận với mình, những cái bậc hữu ân đối với mình, như là cha mẹ, ông bà, vân vân, anh chị em, vợ chồng, những cái người này đó, thì do cái duyên nghiệp cái tuổi thọ của mỗi người nó khác nhau. Nếu mà những cái người này đó, do cái duyên nghiệp, nếu mà cái tuổi thọ của họ đến lúc nó kết thúc thì họ phải ra đi, thì khi mà mất mát những cái thân bằng quyến thuộc đó, thì mình cũng rất là khổ đau. Rồi nếu mà trong tự chính bản thân mình, sức khỏe của chúng ta đó, càng ngày khi mà cái tuổi già nó đến, thì sức khỏe mỗi ngày nó giảm thiểu. Trước kia là mình có thể mình làm những cái công việc nặng nhọc, nhưng mà là cái chuyện bình thường, không có vấn đề xảy ra. Nhưng mà khi mà cái tuổi cao rồi đó, thì sao? Cái sức khỏe càng ngày nó càng giảm thiểu đi. Có những công việc mà hồi lúc còn trẻ mình làm cái chuyện đó là đồ bỏ. Cái chuyện mà những cái công việc đó nó nhỏ như con thỏ, nhưng mà bây giờ á mình không thể nào mình làm được, mình phải phải nhờ người này, nhờ người khác, người ta làm giúp. Đó thì sao, lần hồi cái sức khỏe mình nó xuống. Gọi là mắt lờ tai điếc, rồi là trùng chân mỏi gối, đủ thứ nó xảy ra. Đó là cái dấu hiệu của cái sức khỏe càng ngày nó càng càng thất thoát, càng tổn giảm đi. Nhưng mà đó, cái tổn giảm về cái tài sản, cái tổn giảm về thân bằng quyến thuộc, cái tổn giảm của sức khỏe đó, nó không có quan trọng bằng cái tổn giảm của cái trí tuệ. Mất mát hao hụt tài sản, mất mát thân bằng quyến thuộc, tổn giảm sức khỏe, thì mình cũng khổ đau đó. Nhưng mà nó không có
không có nguy hại bằng cái mà tổng giảng về cái trí tuệ. À, quý vị thấy rằng khi mà lớn tuổi rồi thì sao? Cái trí tuệ mình nó cũng hao hụt, nó cũng tẩu giảm đi do cái tác động của thân, rồi cái sự tu tập của chúng ta nó không có đi đúng hướng. À, những cái người phàm nhân ấy, thì sao? À, khi mà đến tuổi già thì họ thường hay cái gì bị lú lẫn. À, bởi vì trong cái đời sống hàng ngày đó, người ta không có dùng cái trí tuệ nhiều. À, họ hay suy tưởng thế này thế khác, họ không có vận dụng cái trí tuệ để mà tìm hiểu những cái giáo lý tốt đẹp cao thượng, họ không áp dụng được cái trí tuệ ngay trong cái đời sống hiện tại của mình. À, họ sử dụng trí tuệ nhưng mà để tính toán, suy tính những cái công việc tương lai. À, mà những cái suy tính này đó là nó toàn là sự thúc ép, sự điều khiển của phiền não mà. À, cho nên chính vì á hằng ngày á những cái người mà họ sống họ quá nhiều sự tính toán, họ không có một cái giây phút ngay trong hiện tại. À, bây giờ đang ngồi đây nhưng mà tính toán là một lát nữa đó phải làm cái gì, rồi buổi trưa làm cái gì, rồi chiều làm cái gì, tối làm cái gì. À, cứ tính toán thì tính toán suy tính không nè. À, hoặc là không? À, nhớ tưởng là cái tuổi trẻ đó thì nó suy tính về tương lai, mà đến hồi già đó, thì hồi tưởng lại hồi đó là tôi còn trẻ là tôi như thế này thế kia, tôi làm công việc như thế này thế khác, hồi trẻ thế sức khỏe như vậy. À, thành ra đó cái tuổi trẻ đó thì nó chạy theo về tương lai, những cái ngày sắp tới, thời gian sắp tới, ngày một lát nữa, buổi trưa buổi chiều buổi tối gì đó, rồi thì ngày mai ngày mốt, tuần tới, tháng sau, ví dụ vậy. Là cứ suy tính cái tương lai. Còn mà cái tuổi già rồi đó thì nặng đó sao? Nhớ tưởng về quá khứ thế này thế kia, rồi sao? Có những lúc hối tiếc ăn năn, những cái hối tiếc những cái việc thiện mà mình không có làm, ăn năn về những cái bất thiện mà mình lỡ phạm. Chính vì cái trí tuệ nó không có sống ở trong cái giây phút hiện tại, cho nên á là cái tâm nó bị suy yếu, thì bắt đầu á cái trí tuệ nó lẫn lộn, nó không còn sáng suốt như cái thời còn trẻ nữa. Cho nên á là ăn vừa xong mà người ta hỏi ăn chưa, chưa ăn, đâu có ăn gì đâu. Rồi á là lẫn lộn giữa cái vật này vật khác, người này người khác, không còn nhớ một cách chính xác nữa. Đó, rồi sao? Cái đó là cái biểu hiện của cái thất thoát tổn giảm về cái trí tuệ. Mà chính cái thất thoát tổn giảm cái trí tuệ này nó rất là nguy hiểm.
thất thoát hao hụt tài sản, có học có nguy hại, những cái thân bằng quyến thuộc họ ra đi nó cũng không có đem gì đến cái tai hại nhiều, tổn giảm về sức khỏe thì cũng cũng có, nhưng mà nó cũng không có quan trọng. Còn mà mất mát, thất thoát, tổn giảm về cái trí tuệ nó hết sức quan trọng. Bởi sao? Bởi vì chính vì cái khi mà cái cuối cuộc đời mà chúng ta giả từ cái thế gian này để đi đến những cái cảnh giới tái sanh trong tương lai, mà nếu mà chúng ta ra đi trong cái sự hiểu biết, cái tâm quân bình sáng suốt, thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới an ổn, tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta đi trong cái sự hốt hoảng, sợ hãi, hay là còn cái bám níu về cái tài sản, cái thân bằng quyến thuộc ở thế gian, thì là một cái điều rất 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 là tai hại. Vì chính những cái điều kiện này đó là nó dẫn dắt cái sự tái sanh của chúng sanh ở trong những cái cảnh giới không có được tốt đẹp, đem đến những cái tai hại trong cái kiếp sống tương lai. Cho nên là cái sự mà tổn giảm cái trí tuệ nó là một cái điều hết sức quan trọng. Do đó mà Đức Phật hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta cái pháp mà thực hành, thực hành thiền định hoặc là thiền tuệ. Thì cái thiền định á, thì nó đã xuất hiện trước khi có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện rồi. Đó. Nhưng mà cái thiền định này đó, nó cũng đem đến một cái lợi lạc cho chúng sanh nhờ sự nỗ lực tu tập rồi cái tâm nó được an tịnh trên các cái đề mục, nhờ đó mà nó gìn giữ được cái trí tuệ. Rồi nếu mà những vị hành giả thực hành cái thiền định, các vị này cố gắng nỗ lực gìn giữ các cái chi thiền mà mình đạt được đó, thì khi mà hết tuổi thọ, khi mà cái cận tử nó đến, thì cái vị này đó, do cái năng lực phước báo trong cái thực hành pháp thiền định, thì các vị này cũng sẽ tái sanh đến những cái cõi trời tương ứng với cái chi thiền mà mình đã đắc. Thì cái điều này đó, nó cũng còn đem đến một cái lợi ích cho những cái kiếp sống tương lai. Còn nếu mà những cái vị mà đã tạo trữ các cái pháp độ, có sự hiểu biết, thực hành các cái chân lý, thì sao? Có khả năng đạt được các cái tầng thánh, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, đó, thì các cái vị này cũng sẽ có được khả năng tái sanh về những cái cảnh giới, các cái đạo mà mình đã đạt được, đạo quả mình đạt được, thì sẽ tái sanh đến những cái cảnh giới tốt đẹp để mà tiếp tục nỗ lực tu tập. Còn nếu mà những vị đã thực hành
đầy đủ tất cả các cái pháp độ, rồi cái trí tuệ đạt đến cái đỉnh cao, đã diệt trừ tất cả những cái phiền não ô nhiễm ở trong nội tâm, đã đào bứng tận gốc rễ cái căn cội của khổ đau trong đời sống. Thì như vậy các vị này đó sẽ đạt đến cái vô dư niết bàn sau đời sống này, không còn tiếp tục tái sanh. Cho nên cái điều quan trọng chính là cái trí tuệ, chúng ta học hỏi rồi thực tập thực hành trong cái đời sống hàng ngày, để gì? Để mình quân tập, mình gìn giữ cái trí tuệ, sống ngay trong hiện tại, không nhớ tưởng cái việc đã qua, không có suy tính những cái điều sắp tới, ngay trong đời sống hiện tại này, mình hay biết rõ ràng mình đang làm cái gì, mình đang nói, đang làm công việc gì, làm thức ăn, giặt giũ, quét dọn, vân vân. Mà nếu mà mình làm mà với cái sự hay biết, chánh niệm tỉnh giác, mình giữ cái thân, tâm, luôn luôn là nó đi song đôi, hay là danh sắc, danh sắc, danh sắc, mình không có để cái tâm buông lung mà chạy theo cận cảnh bên ngoài, thì chính nhờ cái sự mà quân tập thường xuyên này, hay là Đức Phật còn nói là điều phục á, điều phục tâm á, thì chính nhờ như vậy đó, thì cái vị hành giả mới gìn giữ cái trí tuệ của mình, sống ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì nhờ chúng ta huân tập thường xuyên, mỗi ngày, mỗi giây phút, chúng ta sống ngay trong hiện tại này, thì sao? Thì chúng ta sẽ tránh được tất cả những cái phiền não mà chúng ta dung bồi cái trí tuệ mỗi ngày nó mạnh mẽ hơn. Cho nên đó, chính vì cái điều kiện này đó, khi mà chúng ta ra đi, thì trong cái sự an tịnh, quân bình, sáng suốt, tốt đẹp, cho nên chính vì cái nhờ cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, chúng ta đi theo cái lời dạy của Ngài, mà chúng ta dung bồi cái trí tuệ của mình á, mỗi ngày nó mạnh mẽ, tốt đẹp, để thoát ra khỏi những cái pháp bất thiện. Trước kia thì vì vô minh lầm lạc, mình thực hành mà mình không biết, mình biết đúng sai. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, nhờ đó mà chúng ta tránh xa tất cả những cái pháp hạ liệt, đem đến những cái khổ đau, chúng ta dung bồi những cái pháp thiện, thì sao, trí tuệ của chúng ta mỗi ngày nó càng tăng trưởng mạnh mẽ, rồi chúng ta sống trong cái giây phút hiện tại, thì như vậy á, là chúng ta quân tập được
những cái điều kiện tốt đẹp trong cái đời sống. Và chính nhờ đó, chính nhờ chúng ta thường xuyên thực hành ngay trong cái đời sống hiện tại này, nó sẽ đem đến cái lợi ích trong những ngày vị lai. Thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng có những người họ cũng có học, có tìm hiểu, cũng có hiểu biết, nhưng mà đó, họ còn chần chừ. Khoan nữa, bây giờ tôi còn công việc, phải lo làm ăn thế này thế khác, phải lo có tiền của để mà lo cho gia đình, lo cho bản thân thế này thế kia. Tôi hiểu biết rồi, nhưng mà khoan nữa, chờ đến khi nào mà tôi lo gia đình nó hoàn tất rồi, tôi mới bắt đầu tôi mới thực hành. Đó, thành ra chính vì á, chính vì cái không có thấy được cái điều quan trọng, họ chạy theo những cái vật chất bên ngoài, bám theo cái tài sản thế gian, địa vị công danh quyền chức, rồi dính mắc với thân bằng quyến thuộc. Cho nên nó là họ không có nỗ lực để mà thực hành. Cho nên khi mà bỏ qua những cái thiện pháp, mặc dù là mình có hiểu đó, mình có phân biệt giữa cái nào là tốt đẹp, cái nào là đem đến những cái lợi ích cao thượng trong đời sống hiện tại và ngày vị lai, nhưng mà sao cái tâm mình đó, nó còn vướng mắc đối với cái tài sản thế gian, đối với thân bằng quyến thuộc, cho nên đó, mình còn bị sự khống chế dẫn dắt sai sử của phiền não. Mà khi mà chúng ta còn bị dưới quyền điều khiển của phiền não thì sao? Thì chúng ta sẽ còn khổ đau. Cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu biết những cái phương pháp của bậc chánh đẳng chánh giác đã chỉ dẫn, thì mình phải cố gắng nỗ lực thực hành ngay trong cái đời sống hiện tại này. Đó, bây giờ mình có điều kiện mình giữ giới, xứng ráng giữ giới, chứ đừng nói là bây giờ tôi không giữ giới được, để tôi làm những cái công việc, những cái nghiệp nghệ để có tài sản để lo cho gia đình, để lo cho con cái thế này thế kia. Rồi bây giờ mình hiểu biết những cái pháp này đó, thực hành để đem đến cái lợi ích, nhưng mà thôi trời ơi, bây giờ tôi bận quá đi, không có cái thời gian rảnh, thời gian đâu mà học kinh học pháp, thời gian đâu mà ở đó mà hành thiền. Đó, chính vì những cái người này không hiểu biết, bỏ qua những cái điều kiện mà mình có thể thực hành được cái lợi ích tốt đẹp, mình bỏ qua những cái nhân lành, tạo trữ những cái chủng tử tốt đẹp, thì sao? Thì chúng ta sẽ còn khổ đau. Nhiều người chỉ khuyên họ đó, khuyên họ là thôi bây giờ quy y đi, giữ gìn ngũ giới đi. Không được. Trời ơi, bây giờ con còn công chuyện dữ lắm,
còn phải lo cho gia đình, còn phải làm ăn, phải sống ở đời. Để chừng nào mà con già rồi con mới quy, chừng nào mà con già rồi con mới giữ giới được. Chứ giờ, chứ giờ còn mắc bận rộn trong cái công việc, trong xã hội rồi kia nọ, con không có quy được, không giữ giới được. Cho nên đó, chính vì ngay trong cái đời sống hiện tại này mà mình không có cố gắng để mà thực hành gieo trồng những cái thiện sự thì sao? Thì bắt đầu mình sẽ còn trôi lăn trong vòng quay sanh tử luân hồi. Mình không chịu dung bồi cái trí tuệ, mà mình cũng còn vẫn sống trong cái vô minh lầm lạc. Do đó những cái vô minh này, cái vô minh si mê ngay trong hiện tại này, nó sẽ còn theo mình trong nhiều 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 kiếp sống nữa. Đó, cho nên là quý vị thấy rằng chúng ta cũng rất là may mắn, rất là hữu duyên, mình mới có hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, hiểu biết được những cái chân lý cao thượng tốt đẹp rồi. Nhưng mà mình hiểu biết không chưa có đủ, mà mình phải còn thực hành các cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy nữa. Giống như người bị bệnh, người bị bệnh bây giờ ông biết được cái ông thầy ông có hốt thuốc, ông có phương pháp mà trị bệnh rất là hay, nhiều người khỏi bệnh rồi. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông hốt thuốc rồi, bây giờ khoan nha, bận công chuyện quá, bữa nay chưa sắc thuốc được, để ngày mai ngày mốt gì đó thì rảnh rảnh rồi mới mới có thời gian ngồi đó mà canh. Thôi bây giờ mấy thang thuốc treo để đó thì sao, thì sao mà hết bệnh được. Ông thầy ông đã hút thuốc cho những cái dược liệu để mà trị bệnh, bây giờ mình có thuốc rồi mà mình không chịu khó uống thì làm sao mà hết bệnh được. Đó, cho nên đó là những cái người này còn mang cái bệnh hoài. Cho nên đó là nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ thì chúng ta phải nỗ lực thực hành những cái lời dạy của Đức Phật ngay trong cái đời sống hiện tại này. Chính nhờ cái sự thực hành này đó, chúng ta mới gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, rồi chúng ta dung bồi cái trí tuệ theo cái con đường chân chánh, thì sao, chúng ta hưởng được cái lợi ích ngay trong hiện tại này, chúng ta thoát khỏi sự kềm chế sai sử của phiền não, và sao, và chúng ta dung bồi tạo trữ những cái chủng tử, những cái nhân duyên, cái điều kiện để mà trong ngày vị lai chúng ta thoát ra khỏi cái khổ đau của thế gian này. Còn nếu mà chúng ta chần chừ rồi buông lung dễ vui thì chúng ta sẽ còn dài 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 trong nhiều 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 kiếp sống còn phải khổ đau. Rồi khổ đau ngay trong đời sống hiện tại này, rồi nếu mà cái trí tuệ chúng ta nó không còn sáng suốt, khi mà cái cận tử nghiệp đến mà chúng ta bị lú lẫn rồi không có nhớ được, không có hay biết được
cái gì nó đang hiện khởi. Thành ra đó, những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới không được tốt đẹp, khổ đau trong những kiếp sống tương lai. Cho nên cái quan trọng nhất ở trong cái đời sống này là chúng ta phải thực hành để mà quân tập cái nội tâm chúng ta, cải chính những cái tri kiến mê lầm, rồi nỗ lực thực hành các cái thiện pháp, các cái thiện sự, dung bồi thật nhiều những cái phước báo, những cái phước trí, để mà cái trí tuệ chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ, sáng suốt, tốt đẹp hơn. Thì như vậy đó, chúng ta ra đi trong cái sự an tịnh, cái tâm quân bình sáng suốt, thì sẽ đem đến một cái lợi ích cho cái đời sống hiện tại này. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi lầm lạc, dễ vui thì sao? Như câu Đức Phật nói, ít thay những chúng sanh đạt đến bờ bên kia, rất nhiều những chúng sanh xuôi ngược bờ bên này. Nếu mà ngay trong cái đời sống này mình không cố gắng nỗ lực tạo trữ những cái phước báo để đi đến cái bờ an vui, thì mình sẽ còn xuôi ngược, khổ đau ở bờ bên này. Thì qua cái câu thứ tư, về những cái vật chiếu sáng ở đời, thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão tất thể khang ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập theo lời dạy của Đức Phật để đem đến một cái đời sống an lạc, và nỗ lực dung bồi trí tuệ, tạo trữ thật nhiều những cái công đức phước báo để đi đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài, cái bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng, và xin nhường mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay để chúng con hiểu hơn lời Phật dạy. Dạ, có như lúc đầu sư cũng nói đó, là cái bài này về trí tuệ, về ánh sáng, sư cũng đã giảng lúc trước. Dạ, con cũng nhớ cái bài lúc trước sư giảng đó là bài chớp, bài tia chớp gì đó. Dạ, cũng nói về trí tuệ của Đức Phật. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng giải để chúng con để tăng thêm tri kiến và áp dụng trong cuộc sống đời thường. Dạ, con rất là biết ơn sư. Dạ, con xin mời quý vị trong đạo tràng ạ. Dạ, quý vị đặt câu trực tiếp với sư hoặc chat lên màn hình ạ. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, xin mời bàn tay giơ lên ạ. Dạ, con thưa sư. Khi chưa có ai có ý kiến thì con xin hỏi trước, con kính thỉnh sư giảng giải dùm con. Dạ, trong bài này thì sư nói cái chính là cái trí tuệ, là ánh sáng trí tuệ. Đó là ánh sáng của bậc chánh đẳng giác, là cái trí tuệ siêu việt. Thì để mà có một cái trí tuệ siêu việt như vậy thì là trí tuệ mà để trở thành một vị Phật, vị chánh đẳng giác, thì mình phải có rất là nhiều cái ba la mật, rồi phải gian tu tùy theo hạnh.
hạnh trí tuệ, hạnh đức tin và hạnh tinh tấn. Thì trong này con chưa hiểu lắm về cái ba la mật đó thưa sư. Khi mình làm phước thì mình làm sao để có ba la mật, tức là mình phải như thế nào để mình có ba la mật, rồi ba la mật bậc hạ, bậc trung rồi bậc thượng. Dạ con chưa hiểu rõ về cái ba la mật này. Mình làm phước để mình làm một việc thiện nào đó thì để làm sao mình có ba la mật. Dạ con kính thỉnh sư giải thích để con hiểu thêm về phần này. Dạ, và kính mời đạo tràng giơ tay để hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Khi mà chúng ta hiểu biết về các cái pháp độ đó, hay là ba la mật, là cái chữ ba la mật đó là nó âm từ chữ barami, barami. Thì sự thật ra đó, cái này đó không phải là cái gì mà ghê gớm lắm. Những cái mà nó người phàm nhân họ không làm được mà mình làm được, tức là nó đi đi ngược lại với những cái mà chấp thủ phiền não. Không, thường thường đó là trong cái đời sống thế gian đó, là người ta dính mắc, người ta tham đắm với tài sản, với quyến thuộc, không? Người ta có tài sản thì người ta keo kiết, người ta không có dám dám ăn nữa, không dám ăn, không dám mặc nữa, không? Rồi cái sức khỏe của người ta là người ta lo cho bản thân, là chúng ta không có lo cho ai khác hết. Bây giờ á, khi mình hiểu biết, mình dám xả ly cái tài sản, mình đem ra mình bố thí, bố thí ban đầu đó là sao? Cái bậc hạ là những cái gì mà mình dư thừa, mình không có nhiều quá, mình không có sử dụng, mình đem ra mình giúp người khác, là bậc hạ. Bậc trung á là những cái vật này nè mình đang sử dụng, đang sử dụng mà mình thấy cái người kia đó họ cần hơn, họ đang rất là cần cái đó để có thể họ duy trì cái thọ mạng của họ. Không, bây giờ mình có cái loại thuốc này nè, mình đang dùng, nhưng mà bây giờ mình thấy cái người kia họ đang đau đớn quằn quại, bị cái sự hành hạ của cái bệnh tật, mà mình dám lấy cái thuốc này, thôi bữa nay á mình ngưng, mình không uống bữa cũng không có hại gì, nó không đến nỗi là ảnh hưởng gì đến đến cái đời sống của mình, mình giúp người ta, đó là bậc trung. Rồi bậc thượng á là bây giờ á mình sử dụng cái thuốc này nè, nhưng mà mình thấy cái người kia người ta quan trọng hơn. Bây giờ mình không sử dụng thuốc á, nó cũng có thể ảnh hưởng đến đến cái đời sống của mình á, nó khổ đau, là có thể nguy hại đến đến cái thọ mạng của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, cái sự xả ly của mình á, nó mạnh hơn. Bây giờ mình có thể mà hy sinh
hy sinh cái mạng sống của mình để giúp người khác. Đó, thì như vậy đó là cái đó là cái sự mà bố thí bậc cao thượng. À, tức là cái bậc thấp là những cái gì mà mình có, mình dư thừa mình không sử dụng, à, mình đem mình cho. Cái gì mà cái thứ hai là bậc trung đó, mình cái gì mình cũng đang xài, à, nhưng mà mình thấy cái người kia cần hơn mình cho. Cái thứ ba mình cho có thể là nguy hại đến đến cái bản thân mình, đời sống, có khi là mình mất mạng. Nhưng mà vì cái muốn bố thí, muốn dùng bồi cái hạnh bố thí của mình sẵn sàng mình hy sinh. À, thành ra đến cái bờ 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 cao thượng á, Bồ Tát hy sinh đến cả cái thân mình, à, trong nhiều kiếp sống. À, bây giờ ngài ngài cầu pháp, ngài muốn nghe pháp, bây giờ mà ai mà giảng giải cho ngài được một hiểu biết rồi một pháp, ngài sẵn sàng ngài cúng dường cái thọ cái sinh mạng này. Hả? Thành ra nó đi đi từng bậc đó. Cái điều nào mà phàm nhân họ không làm được, à, mà cái người hiểu biết mình làm được, đó là các cái pháp độ thôi. Nhưng mà nó đi từ từ thấp đến cao ha. Thì có ba hạnh, à, tại vì là trí tuệ, rồi đức tin và tinh tấn. À, đó mà trí tuệ bậc thấp, rồi trí tuệ bậc cao, trí tuệ bậc cao thượng. Đó thì nó cứ theo từng 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 bậc như vậy. À, đó bây giờ mình ráng mình học hỏi, mình tìm hiểu, à, để mà mình dung bồi. À, rồi cái sự nỗ lực là tinh tấn. À, tinh tấn mình cũng vậy, à, mỗi ngày mình nỗ lực, à, cố gắng một chút, à, mỗi ngày thay vì hồi đó mình nằm mình ngủ thẳng ống tới 6:30 7 giờ mà mới dậy. À, thôi giờ bữa nay mình dậy sớm chút, à, dậy sớm 15 phút, à, để mình tập thể dục, à, rồi mình tụng kinh tụng nghe đó, à, rồi mỗi ngày mình tinh tấn lên chút. À, đó rồi cái đức tin mình cũng vậy, bây giờ mình tin nhưng mà cái niềm tin của mình chưa có vững, à, có lúc nó còn bị lung lay, nó chạy qua chạy lại. À, mình tin vào cái lời dạy Đức Phật nhưng mà có người nói chứ trời ơi, bây giờ cái miếu đó, cái miếu đó, cái đền đó kinh lắm, người ta đi ta về ta làm ăn giàu có, à, ta rủ rê mình đi để xuống dưới để cúng bái cầu khấn còn kia nọ để về cho gia trong gia đạo mạnh khỏe, rồi làm ăn người phát tài phát lộc luôn này kia nọ, thấy không? Mình cũng siêu lòng mình chạy theo, à, chứ mình hoàn toàn chưa có tin hẳn. À, như vậy á mình phải từ bỏ, à, từ bỏ để mình, à, khi mà mình quy tam bảo rồi, mình có niềm tin với tam bảo rồi, thì những cái mà cái niềm tin sái quấy lệch lạc, à, mình không có tin nữa đó, thì mình cứ mỗi ngày mình thực hành mỗi chút. À, mặc dù là ba cái pháp này á, là khi mà kể thì nó từng pháp, nhưng mà trong cái đời sống, sự tu tập, sự thực hành của mình á, thì ba pháp này nó hỗ trợ lẫn nhau. À, chứ không phải giờ tôi tu hạnh trí tuệ tôi cứ làm theo
cái trí tuệ thôi. Còn cái đức tin và cái tinh tấn nè, tôi không làm, không phải cả ba. Nhưng mà cái vị mà Bồ Tát mà thực hành cái trí tuệ á, thì người ta cái pháp trí tuệ nó nổi trội hơn hai cái pháp là đức tin và tinh tấn. Chứ không phải mình chỉ thực hành trí tuệ thôi, còn cái đức tin và tinh tấn mình không thực hành. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú. Dạ con thư sư, như vậy con hiểu như vậy, không biết con có hiểu đúng không? Dạ cái đó thì tức là mình nói về cái 10 phước thiện, tức là thập thiện mà mình làm ở cái mức hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì cứ mình cứ mình còn phàm thì mình cứ làm như vậy đi, mình đừng có nghĩ gì nó cao siêu về cái ba la mật. Tại vì con cũng nghe ba la mật của một đức Phật đó là phải có đủ 30 pháp ba la mật, thì cái hy sinh vật bên ngoài, rồi hy sinh tứ chi, rồi là hy sinh cả thân mạng, thì cái đó nó cao siêu quá. Thì bây giờ mình trước hết là mình làm cái hạ bậc trung bậc thiện bậc thượng, thì như vậy nó phù hợp với mình hơn. Dạ con cũng hiểu như vậy. Con kính tri ân sư. Dạ con kính lễ sư Tuệ Đức mới vào ạ. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ em kính mời chị Nhật Huỳnh, em kính mời bàn tay chị Mepta. Dạ thân mời Giang Nhật Hạ, thân mời Hồng Mai. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ có bàn tay ai đưa lên là em nhường mic liền. Dạ con thưa sư, con xin hỏi thêm một câu nữa ạ. Hồi nãy thì sư có nói là sư có giảng bài là mình phải sống trong hiện tại, mình làm gì mình biết nấy, mình đừng có buông lung, đi đang đi thì nghĩ đến nằm, rồi đang nằm thì nghĩ đến chuyện đi, đang ở đây thì nghĩ đến chuyện khác. Nhưng mà riêng đối với con thì con thấy con bận rộn suốt ngày á sư. Nếu mà con làm gì con biết nấy thì con không có suy tính được việc con phải làm. Tức là mình phải có kế hoạch, mình phải cũng chỉ làm những việc thiện thôi, nhưng mà mình phải có kế hoạch, mình suy tính, mình làm. Chứ còn mình ví dụ như mình ngồi học đây, mình chỉ biết học, thì rồi sau cái học này rồi mình làm những cái gì thì mình không có suy tính được. Thì ý con nói tức là mình phải có một cái thời khóa biểu, tức là mình phải có cái sự suy tính trước. Chứ còn trí tuệ của chúng con chưa đủ, trí tuệ của con chưa đủ để mà làm gì biết nấy, rồi tới đâu làm tới đó, thì con chưa có đã làm được như vậy. Thì con không hiểu như vậy bây giờ mình phải như thế nào á thưa sư. Con kính thỉnh sư góp ý cho con cái phần này á. Dạ con kính tri ân sư, vì trí tuệ con chưa đủ để làm gì biết nấy. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Thì giống như hồi đó giờ cái tâm mình á, nó bị lôi cuốn bởi cái trần cảnh bên ngoài, bởi cái sự nhớ tưởng, bởi cái sự suy tính. Bây giờ mình muốn thì mình phải đem nó trở về, tập từ từ, tập từng từ, từng bước từng bước từng bước. Mỗi ngày mình dành cái thời gian ra, mình hành thiền. Mỗi ngày mình làm công việc, nhưng mà mình tập. Giống như sư nói đó, nhiều người là bị cận thị, nếu mà đi vô nhà tắm rồi đó,
phải để cái mắt kiến ở bên ngoài. À, mà để ngoài á, thì không có chú tâm. Thành ra để rồi hồi ở rơ mò đi kiếm. À, đó, hay là ngay chính bản thân mình vậy. À, vì mình suy tính nhiều quá rồi mình lẫn lộn quên. À, mình nắm cái chìa khóa trong tay, mình nắm cái viết trong tay á, mình chạy mình đi kiếm cái chìa khóa, chạy đi kiếm cái kéo, chạy cái viết. Mà sự thật ra tại vì á, mình để mà mình không có sự ghi nhớ, cho nên mình lẫn lộn. À, mình tập lại. Bây giờ cái người mà họ bị cận thị, bây giờ đi tắm á, à, bây giờ mình để cái ở ngay cái tủ, ngay cái bàn, ngay chỗ nào đó, à, mình phải tập mà. Bây giờ là tôi để cái mắt kiến ở ngay cái tủ nha. À, cái tâm mình lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác mình nó còn non yếu, vậy. À, bây giờ tôi để cái tủ cái mắt kiến ngay cái tủ nha. Tôi để cái mắt kiến ngay cái tủ nha. Mình lặp đi lặp lại chừng 2-3 lần vậy đó. Thì sao? Thì cái tâm mình nó chánh niệm tỉnh giác nó ghi nhận, à, nhớ ngay chỗ đó. Ha. Thành ra lát là mình đi lại ngay chỗ đó mình là nó có liền. À, mình tập vậy đó. À, bây giờ á, mình hay lẫn lộn. Bây giờ á, mình làm công việc gì mà nói, à, bây giờ giặt đồ, à, giặt đồ không? Và lúc đó khi mà mình nói vậy đó là cái tâm mình nó ghi nhận cái chánh niệm tỉnh giác, à, ngay trong lúc đó. Nhưng mà sao hồi nó chạy đi, à, chạy đi thì bắt đầu mình đem từ từ mình tập, mà nó chạy đi mình đem nó về, à, nó chạy đi mình đem nó về, à, à, rồi thỉnh thoảng mình tự hỏi, à, nãy giờ mình có tỉnh giác không, nãy giờ mình có hay biết không, à, nãy giờ mình sống có trí tuệ không. Thì khi mà quý vị tự phản tỉnh, tự hỏi, tự xem xét là cái chánh niệm, cái trí tuệ nó trở lại rồi. Vậy đó, thì mình cứ tập, mỗi ngày mình tập, mỗi ngày mình tập, mỗi ngày mình tập lần hồi, thì nó sẽ dung bồi cái trí tuệ của mình. À, chỉ có cái phương pháp mà ráng cố gắng nhẫn nại rồi tu tập thường xuyên, chứ không có ngoài ra, không có cách nào khác. À, bây giờ có cái câu hỏi của cô Tina ha. Thì cái vấn đề mà mình học mà mình không nhớ đó, thì nó cũng có một phần do cái nghiệp quá khứ cũng có, nhưng mà một phần á là do cái sự nỗ lực của mình chưa có mạnh mẽ cũng có. À, một phần do cái nghiệp duyên từ quá khứ giờ mình không có học. À, cho nên bây giờ mà mình đi vô mình học đó, thì nó không có nhớ được. À, thành ra mình phải cố gắng. Tại sao? Có những cái sự học của mình đó, nó chưa có hoàn toàn chăm chú. À, chưa có chuyên vô cái bài học đó. Quý vị thấy rằng đó, những cái người mà họ không biết chữ, à, nhưng mà sao họ thích mấy cái bài vọng cổ, bài hát gì đó ha, họ chăm chú cho họ nghe vài ba lần họ thuộc, à, ha. Đó. Còn có những cái bài kinh, những cái bài pháp, tại vì sao cái này nó đi ngược với cái thế gian. À, cho nên đó là có nhiều khi cái tâm mình nó không có ham thích, nó không có chăm chú vô để mà nó học.
à, nó chán. Trời đất ơi, học cái gì cũng học, học ba cái này làm cái gì. À đó, thành ra đó, có nhiều khi cái sự mà nó chưa hiểu biết được cái lợi ích, cho nên nó không có cố gắng, nó không có chăm chú trong cái sự học đó. Thành ra đó mình phải phải học từ từ. À tại vì á hồi đó giờ mình chạy ra mình học theo ba cái thế gian thôi. À, mà bây giờ học ba cái này á nó ngược lại. À, cho nên nó là cái nhiều khi cái tâm mình nó chán, không chịu. À, đọc một cái quyển tiểu thuyết, à, những cái quyển tiểu thuyết nào mà quý vị mà thích thú ha, đọc xong rồi đó nhớ hết từ đầu tới cuối á. À, nhưng mà đó quý vị mà lấy cái quyển mà Đức Phật và Phật Pháp mà quý vị đọc thôi, đọc hồi nó chán, nó không muốn đọc. À rồi biết để đó, để đó xong đi một vòng hay gì để cho nó ấy á, trở lên đọc nữa. À rồi hồi nó chán để xuống, đi một chút làm công việc gì đó, lát trở lại đọc nữa. À từ 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 mà mới dẫn dắt nó. Cái còn á là nó ham thích ở cái công chuyện ngoài đời đúng không ạ? Không? Đó, thành ra đó cái dung bồi mà trí tuệ của mình, cái sự học hỏi mình nó cũng phải phải đi từng bước. À chứ mình cố quá cũng không được. À đó, thì hồi đầu á sư học mấy bài kinh như vậy, mới đầu mà vô mà học cái bài kinh mà như là Phạm Võng, học đâu có nổi đâu. À trời đất ơi, gì đâu mà vô mà đọc rồi không hiểu gì hết. Rồi thôi để đó. Rồi đọc cái quyển mà Đức Phật và Phật Pháp cũng vậy. À, nói chung là ấy, nhưng mà điều cái mình cố gắng, à cứ từ từ. Rồi đọc hoài đọc không hiểu, bây giờ mình phải có cái phương cách. Tại vì cái văn này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó trùng lặp hoài. Rồi một hồi cái tâm mình nó rối, cái trí tuệ mình cái nó cũng rối nữa. Bây giờ mình mới lấy giấy viết ra từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. À hết rồi á thì mình sẽ hiểu được cái đại ý của cái bài kinh. À rồi đọc Đức Phật và Phật Pháp cũng vậy, đọc xong đại đó, đại đó và ba bữa từng lễ sau đọc đọc lại. À cứ cứ lặp đi lặp lại dần 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 dần. À thì mình sẽ thâm nhập được. À tại vì cái giáo pháp á là đi ngược lại với cái thế gian, cho nên là lúc đầu cái tâm mình nó không có chịu. À, nó thích thú qua cái bolero, qua cái thơ văn, qua cái tiểu thuyết trên trời dưới đất rồi kia nọ tào lao bất xế á, thì nó chạy theo dữ lắm. Còn cái này á, nó không có chịu. À, cho nên mình phải dẫn dụ á. Đó. Đó. giống như Đức Phật dạy mà mình điều phục cái con ngựa đó, con ngựa không phải mình thả buông lung. À, nó rong ruổi trong rừng, trong rú, sông suối rồi quen rồi. Bây giờ mình về mình bắt nó về mình dạy nó lầm lộn, nó phản ứng. À, mình phải dỗ dằn nó. À, vừa phải dỗ dằn nhỏ nhẹ. À, rồi phải cùng có lúc phải cứng rắn. À, dỗ dằn nhỏ nhẹ nhưng mà thôi lúc mà mình cũng phải đánh nó. À, từ từ nó mới chịu theo cái sự điều khiển của mình. Thì cái sự học của mình cũng vậy đó. À, mình cũng phải có lúc mình phải cố gắng, nhưng mà có lúc mình phải dừng nghỉ.
cái này đi ha. Đó rồi bắt đầu á cho nó nghỉ ngơi, rồi bằng cách mà ấy, ví dụ bây giờ mình học mấy cái bài kinh nó khó hiểu ấy, thì bây giờ mình nghỉ ngơi bằng cái gì? Mình đọc những cái bài pháp cú kinh, mình đọc cái nghĩa ở kia này đó, đó thì từ 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 nó sẽ thâm nhập dần 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 vô, bằng cách mình lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, những cái bài kinh mà khó học, những bài kinh mà nó dài, thì nó cũng phải vậy. Khi mà ngồi thiền có thấy những cái trạng thái là nóng một lạnh, tâm suy nghĩ, thì bất cứ một cái đối tượng nào trong cái giây phút đó mà nó nổi trội nhất á, nó nổi trội nhất á, thì mình quan sát cái trạng thái đó. Thí dụ như bây giờ mình đang niệm thở vô thở ra, hoặc là mình đang niệm phòng xẹp, nhưng mà tự nhiên nó có một cái trạng, một cái cảm thọ, nó có một cái sức nóng gì đó ha. Có nhiều khi á mình ngồi hồi cái trong người mình tự nhiên bắt đầu nó có một cái luồng, nó luồng hơi nóng, nó từ dưới chân nó bốc lên, hay là từ ở cái vị trí nào đó nó khởi lên, thì biết mình quan sát cái cảm thọ đó, rồi quan sát cảm thọ, nhưng mà quan sát hồi cái bắt đầu cái tâm mình nó chạy đi, nó phóng dật, nó nhớ tưởng cái chuyện gì đó thì mình đem trở về. Thành ra đó khi mà mình thực tập mà thiền quán á, là bất cứ đối tượng nào nó nổi trội nhất trong cái giây phút đó mình quan sát, mình đang ngồi bây giờ mình thấy có một cái luồng hơi nóng, nó khởi thì mình quan sát nó, rồi cái nó hết thì mình trở về với hơi thở. Và nếu mà cái tâm mình nó chạy đi, thì mình đem nó trở về. Nếu mà bây giờ mình đang ngồi hồi mà bắt đầu á cái tê, cái đau nhất nó khởi lên, thì quan sát với cái tê, cái đau cái nhất đó, nó tăng nó giảm. Nếu mà một hồi mà bắt đầu nó thay đổi mà nó diệt mất, thì mình trở lại với cái hơi thở vô hơi thở ra, bất cứ những cái đối tượng nào mà nó khởi lên mạnh nhất ngay giây phút đó thì quan sát cái đối tượng đó, thì cứ vậy, mình không có phân biệt đối tượng nào hết, thân thọ tâm pháp, bất cứ đối tượng nào nó sanh khởi lên thì mình quan sát cái đối tượng đó. Thí dụ như bây giờ mình ngồi nãy giờ, cái trạng thái cái thân mình nó an lạc, rồi cái bắt đầu cái tâm mình nó dính mắc với cái sự an lạc đó, nó thú, nó muốn là cái trạng thái an lạc này kéo dài, thì khi mà nó khởi lên cái sự mà muốn cái đặc ý là muốn cái trạng thái an lạc này kéo dài là gì? Là tham, dính mắc, chấp thủ. Đó mình phải thấy được cái pháp bất thiện nó đang sanh khởi. Rồi nếu mà mình đang ngồi mà bây giờ tê đau nhất thì sao? Cái tâm mà nó bực bội, nó không chấp nhận, nó muốn xả thiền, ngồi gì mà tê quá, nhức quá, sao mà ngồi được? Đó là đây là cái trạng thái của tâm sân. Thành ra đó lúc đầu
là các ngài thiền sư chỉ cho mình từng từng cái à, niệm hơi thở vô hơi thở ra là niệm thân. Nhưng mà đến một lúc á là cả thân thọ tâm pháp ngay cái thời điểm đó, cái đối tượng nào mạnh nhất nổi trội nhất là mình quan sát, chứ còn không có phân biệt là cứ niệm thân là niệm thân hoài à, niệm tâm mà niệm tâm hoài à, niệm thọ hoài, không có. Tất cả bốn đối tượng à, lúc nào mới sanh khởi mạnh nhất thì à, mình niệm cái à, đối tượng mình ghi nhận, mình hay biết quan sát cái đối tượng đó. Và xin giải thích à, thắc mắc của tất cả quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thứ, sa thứ. Dạ, con kính tri ân sự giải thích, à, lời giải thích của sư. Dạ, kính cảm ơn các câu hỏi của các bạn đạo để cho à, đạo tràng được học hỏi thêm qua lời giải thích à, của sư. Dạ, xin mời bàn tay giơ lên của quý vị ạ. Dạ, bây giờ là 5 giờ 52 phút, còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa ạ. Xin mời quý vị à, giơ tay ạ. Dạ, con thưa sư. À, như sư vừa giải thích về cái việc hành thiền đó sư thì như tụi con bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cái việc mà mình học cái mình hành á thưa sư, mình phải chọn lựa cái nào để tụi con bây giờ mà nói là lớn tuổi giờ mình nên hành để cho cái tâm mình nó an lạc và cái giây phút mà cuối cùng á thì nó cái tâm mình nó được an hơn, nó bình tâm hơn. Nhưng mà thực sự ra với con nó thì con thấy là con hiểu chưa nhiều, mình hành thiền mình chọn phương pháp nào, cơ tánh nào mà mình chọn cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Rồi con cũng chưa biết cái trạng thái, con cũng thấy cái trạng thái an lạc tạm thời thì cũng như sư vừa nói đó là trạng thái tham, thì con thấy là đúng là mình tham, mình thích ở trong cái trạng thái đó. Rồi mình cũng thấy có sân, rồi mình cũng thấy mình cũng mê mờ, mình cũng bị hôn trầm. Nói chung là mình thấy mình cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà mình thấy là mình có tham, mình có sân, mình có si. Rồi những cái trạng thái mà nó ở trong thiền hay gì đó thì mình cũng chưa hiểu nhiều, nên là con lại chọn cái phương pháp là mình học để mình hiểu về pháp Phật, rồi sau đó thì mình hành trong thực cái, những cái gì mà mình có thực hành mà ngồi thiền hay là làm những cái gì mà nó cao siêu hơn thì con chưa có làm được. Tức là con chọn cái phương pháp học nhiều thời gian hơn là phương pháp hành. Thì như vậy á, con như vậy con có làm đúng hay là làm sai? Tại vì tuổi của con bây giờ cũng lớn rồi, mà nếu mà theo một vài vị sư nói là mình nên chọn phương pháp hành, nhưng mà con thấy con chưa biết gì để hành, thì nên là con chọn phương pháp học, thì con không biết đúng hay sai. Con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, rồi mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, con xin xuống mic thưa sư. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thật sự ra đó thì trong cái đời sống á, chúng ta muốn mà thực hành cho nó đạt được kết quả tốt đẹp đó, thì chúng ta phải học. À, thành ra đó cả hai pháp học và pháp hành nó hỗ trợ lẫn nhau. À, thành ra đó mình học những gì để mà mình thực hành, rồi mình thực hành để đem đến cái lợi ích những gì mà mình đã học. Đó. Quý vị thấy rằng đó, nếu mà đó, thực hành
đi đến giải thoát. À, thì Đức Phật chỉ dạy cái bài tứ tứ niệm xứ, đại niệm xứ thôi, chứ đâu Đức Phật đâu có cần phải là giảng tới trường bộ, trung bộ, tân ưng, tăng chi rồi chi cho nó nhiều, thấy không? Rồi luật, rồi luận, rồi cái nữa, ha? Chứ không phải cái mà thành ra đó, cả hai pháp học và pháp hành nó hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ á, mình hành, nhưng mà bây giờ mình không học gì hết, rồi mình cứ ngồi đó mình niệm, thở vô thở ra, thở vô thở ra, biết chừng nào mình mới hiểu được cái nào là danh, cái nào là sắc, thấy không? Đó, thành ra đó, chúng ta phải học rồi chúng ta hành. À, hồi đó mình chưa có học, mình chỉ cần biết rồi giờ ngồi niệm thở vô thở ra, phòng sộp phòng sộp không, mà mình không biết cái gì hết. À, thì giờ mình phải học với diệu pháp để biết cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là tâm, cái nào là đối tượng. Đó, thì khi mà mình học như vậy đó, mình ngồi mình niệm mà thở vô thì biết cái chuyển động của hơi thở nó là sắc, mà cái tâm ghi nhận cái chuyển động này nó là danh. Thì phải biết vậy thì mình mới hành được, chứ còn bây giờ muốn nói là trẻ dài mà nếu mà người trẻ thì người ta học nó nhậm lẹ hơn, người ta còn sức khỏe, người ta hành nó dễ hơn. Còn cái người lớn tuổi á, thì mình học thì nó chậm lục hơn, mình hành thì nó trở ngại nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà có sự cố gắng nỗ lực là mình sẽ thực hành được. Sao mình đừng có học tràn lan, mình học cái nào cái tâm mình nó tham lắm, cái nào nó cũng muốn á, học kinh học pháp cũng muốn mà thực hành cũng muốn, cái gì nó cũng muốn á. Thành ra mình đừng có ôm đồm nhiều quá, mình biết cái nào cần thiết mình học trước. Rồi nha, mình học mình chú tâm vào cái cốt lõi. Bây giờ cái hành thiền á, để mà mình thấy được các cái trạng thái của tham sân mê mờ ở trong tâm mình, nó là sáng suốt, thì mình phải phân biệt được cái tâm mình nó đang ở cái trạng thái nào. Còn trong ví dụ pháp thì chia sẻ tâm tham thọ hỷ hợp tài đó, nhưng mà cái tham là cái mong cầu, cái dính mắc rồi đó, mình chỉ cần mình nhận thức được cái trạng thái của nó. Chứ mà khi mà mình hành thiền mình cần phải ngồi đó phân tích chia sẻ. Bây giờ mình nãy giờ mình ngồi thiền, cái trạng thái hỷ lạc nó sân khởi, cái bắt đầu mình dính mắc với cái trạng thái hỷ lạc này. Hoặc là hồi ngày hôm qua mình ngồi cái trạng thái hỷ lạc nó phát sanh lên, tốt quá, bữa nay mình ráng mình ngồi để mà cho đạt được cái trạng thái hỷ lạc đó, thêm biết mình biết ngay lúc đó là cái tâm mình có tham. Mà mình ngồi mà bắt đầu tê đau nhức còn lên, nó bực bội, nó rực rãi, nó muốn xả thiền này kia nọ, thì biết có sân, mà tham có mặt là phía sau nó có si, mà sân có mặt phía sau nó có si. Để mình biết được cái đó, để gì, để mình thấy
tham sanh khởi nè, à, sân sanh khởi nè, đó, cái tâm mình nó phóng dật nó chạy đi, tại vì là phiền não, là vô minh, à, thì mình đem nó trở về. Hả, nếu mà khi nào có niệm có tuệ đầy đủ là lúc đó cái tâm nó sống trong hiện tại mà nó rực rãi, à, rồi nó si tính, nó dính mắc là của phiền não. À, mình biết hay biết như vậy, mình quan sát, mình đem nó trở về. À, thành ra mình học những gì cần thiết cho pháp hành và mình hành những gì mà mình đã học. À, thành ra hai pháp, pháp học và pháp hành nó hỗ trợ cho nhau. Thì muốn thấy rõ được cái tính chất vô thường của thân và tâm á, à, thì bây giờ mình phải quan sát thôi, quan sát ghi nhận ha. Đó, mình quan sát bây giờ, à, mình thở vô thở ra, à, thì quan sát gì, quan sát vào cái chuyển động. À, khi mà cái chuyển động của cái hơi thở vô đó, đó, mình quan sát cái chuyển động của hơi thở vô, à, nó sanh khởi, nó kéo dài, à, chấm dứt, à, thì gì mình sẽ thấy được cái tâm ghi nhận, cái tâm quan sát cái hơi thở vô. À, nó biết được ngay thời điểm cái chuyển động sanh khởi kéo dài chấm dứt đó, thì gì, cái đó là cái chuyển động, nó là sắc, à, mà cái tâm mà ghi nhận quan sát là danh, à, rồi cái tâm nó ghi nhận quan sát cái hơi thở vô này, hơi thở vô diệt, thì cái tâm quan sát nó diệt. Rồi cái hơi thở ra, à, cái tâm nó cũng ghi nhận quan sát, à, sanh kéo dài diệt, hay là sanh khởi, à, kéo dài diệt, sanh trụ diệt, à, cái tâm nó ghi nhận rõ ràng từng thời điểm như vậy, thì cái chuyển động là sắc, mà cái tâm ghi nhận là danh. À, mà, à, sắc sanh danh sanh, sắc diệt danh diệt, đó, mình sẽ thấy được cái từng cái vậy đó. À, đó mới ban đầu là gì, nó chỉ là nó kinh nghiệm thôi, nó kinh nghiệm nè, đó, rồi bắt đầu tới một lúc nào đó, đó cái trí tuệ mình nó đủ mạnh, à, thì nó tự động nó hiểu biết được cái sự thay đổi, luôn luôn là thay đổi sanh diệt của danh sắc. À, thì khi mà nó hiểu biết được cái bản chất, à, luôn luôn thay đổi, à, cái bản chất sanh diệt, thì nó sẽ thấy được cái vô thường. À, đó, thì lúc đầu là mình phải hành ghi nhận đó, để gì, nó có những cái kinh nghiệm, à, nó có kinh nghiệm, những cái hiểu biết, à, rồi lặp đi lặp lại những cái kinh nghiệm này đó, những cái hiểu biết này lặp đi lặp lại đến những lúc mà nó mạnh lên, nó đủ sức, thì nó đạt đến cái thực chứng, cái hiểu biết rõ ràng về cái vô thường. À, mà khi mà nó thực chứng được cái vô thường rồi á, thì nó sẽ gì, sẽ diệt trừ những cái mà sự chấp thủ vào cái tính thường hằng. À, thì đó là cái lúc mà nó diệt trừ được cái
cái mày dính mắc vào cái tính chất mà thường hằng á, là thực chứng của vô thường đó, vậy đó. Trong cái sự thực hành, cứ mỗi lần mình lặp đi lặp lại những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết trong cái pháp hành, mỗi lần ghi nhận kinh nghiệm một chút, hiểu biết một chút, rồi cứ 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 nhiều lặp đi lặp lại nhiều lần, đến một lúc nào đó nó đủ mạnh thì mình sẽ đạt được, mình thấy rõ được cái bản chất của các pháp hữu vi là luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là thay đổi, để diệt trừ được cái mà sự mà chấp thủ về cái tính mà trường tồn thường hằng, thì khi đó mình thực chứng. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung cũng như của Quang Thanh. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích các câu hỏi của chúng con ạ. Dạ, xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ, xin mời chị Nhật Huỳnh, em kính mời chị Meta. Dạ, thân mời Giang Nhật Hạ. Dạ, thân mời Hồng Mai. Dạ, xin mời bàn tay giơ lên ạ. Dạ, có bàn tay của Hồng Mai. Dạ, xin mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, như là qua những cái điều sư dạy là có phải là mình tu là mình tự điều chỉnh, là chuyển hóa chính mình trong sự tương giao với vũ trụ và bạn vật không, thưa sư? Giống như là khi như đạo sư đã dạy á, là những cái việc mà xảy ra xung quanh mình đều là pháp, mà pháp là do duyên sanh. Khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ hiểu là khi nào những cái pháp bất thiện đến với mình thì mình sẽ không có phản ứng với nó, mà mình phải hiểu điều đó là không phải là tự ngã của ta không, mà nó là chỉ là pháp mà thôi, và khi nó có sinh thì nó có diệt. Cũng như khi những cái pháp thiện mà đến với mình cũng không quá vui mừng, mà mình phải nhận chân ra sự thật. Đúng như vậy không, thưa sư? Xin sư giải thích giùm con ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì khi mà chúng ta học tìm hiểu về Phật pháp mà để dung bồi cái trí tuệ, để thấy được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, những cái nào nó là những cái nhân đem đến khổ đau, cần phải từ bỏ những cái mê lầm tà kiến, cần phải sửa đổi, những cái nào mà nhân lành nhân thiện đem đến an vui, thì mình cần phải dung bồi, cái cần phải thực hành. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải tránh những cái cực đoan, mình đừng có, mình biết là trong cái thế gian mà, mình chỉ cần biết, bởi vì mình còn là phàm nhân, có những lúc cái tâm mình đó, những cái bất thiện pháp á, nó cũng sanh khởi, thì bây giờ á, khi mà cái pháp nó sanh khởi mình hay biết, chứ mình đừng có, mình cố, đừng có cố mà diệt trừ nó, mình xua đuổi nó, mình đè nén nó, mà các cái thiện pháp nó sanh á thì mình cũng biết, mình cũng đừng có bám níu, mình đừng bám níu, mình chạy theo nó, mình dính mắc, mình
chấp thủ, mình gìn giữ nó, thấy không? Thành ra đó, chúng ta cần phải sửa đổi cái tâm của mình. À, các pháp nó sanh rồi nó diệt do nhân do duyên, à, không? Đó, thành ra đó, chúng ta đừng có chấp thủ một cái gì hết. À, chấp thủ về cái bất thiện cũng là cực đoan, mà chấp thủ về cái thiện cũng là cực đoan. À, đó, thành ra chúng ta đi trên cái con đường trung đạo, à, đó là đối tượng nó sanh khởi lên ngay khi nào cái tâm mình á, nó cái trạng thái bất thiện nó sanh khởi, mình biết, à, cái tâm thiện nó sanh khởi, mình biết, à, đó, thành ra mình giữ cái tâm mình nó đi trên cái con đường trung đạo ở giữa, à, nhưng mà mình cái khuynh hướng của mình thực hành thì mình thực hành theo cái thiện nhiều hơn, à, đó, để lần hồi á, chính cái thiện này nè nó diệt trừ cái bất thiện, à, tự động nó sẽ chuyển hóa, à, chuyển hóa cái chiều hướng cái tâm của mình, từ cái trí tuệ nó sẽ đẩy lùi được cái vô minh. À, chứ lúc đầu mình đừng có cố quá để mà diệt trừ cái vô minh, không được, à, mà mình phải dung bồi cái trí tuệ, thì cái khi mà cái trí tuệ nó bừng sáng thì tự nhiên đó là nó đẩy lùi cái vô minh, à, là vậy. Chấp thủ là cái sự mà dính mắc, à, dính mắc với một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như bây giờ á, à, mình, à, ăn cái món ăn này là mình nó hợp khẩu vị với mình, à, mình dính mắc nó, mình nói gà ma cái món này ngon quá, ngày mai mình phải làm lại ăn, à, nha, ta mình dính mắt với cái món ăn, à, cái kiểu cái trang phục này nó đẹp, à, nó phù hợp với tôi phải may thêm mấy bộ y vậy để mặc, đó, thì mình dính mắt với ăn với mặc, ha. Rồi bây giờ á, mình ngồi thiền, mình, à, được cái trạng thái hỷ lạc, à, an tịnh, nó phát sanh, nó lân, nó nhẹ nhàng, ha. Rồi mình dính mắt, à, bây giờ tôi hành thiền á, là phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, phải đạt được như thế này, phải đạt được như thế kia. Đó là cái sự dính mắt. À, bây giờ á, cái thời tiết á, là hả, nó mát là tôi thích, chứ còn mà nó nóng quá chịu không nổi, tôi bực bội lắm, thì mình dính mắt với một cái sự mát mẻ đó. À, bây giờ á, cái người này, tôi thấy cái người này họ hợp với tôi, à, hả, mà cái người này mà đến á, là tôi thấy tôi vui vẻ, là tôi mong cầu muốn gặp người này. Còn cái người kia là nó không hợp, à, họ mà lại gần là tôi thấy tôi bực bội, tôi khó chịu rồi. Thì mình dính mắt với cái người này, cái đối tượng này, à, nhưng mà mình không chấp nhận mình được trải với cái đối tượng kia đó. Thì cái chấp thủ, và nó còn gọi là dính mắt, là bám níu nữa đó, là nói về cái trạng thái của tham.
Ví dụ như bây giờ mình dính mắc với cái thân này, cái thân này của tôi à, cái thân này của tôi à, không ai đụng được rồi nha, cái tài sản này là tài sản của tôi nha, không ai mà đụng tới của tôi được rồi nha, cái người này là thân bằng quyến thuộc của tôi rồi nha, cha mẹ tôi nè, chồng vợ tôi, con cái tôi là không ai mà dính đụng tới được đó. Thì cái đó là cái sự dính mắc, cái sự tham đắm, dính mắc bám níu vào các cái đối tượng bên ngoài đó. Mà dù là những cái danh từ nào nhưng mà có cái sự dính mắc bám níu chấp thủ thì nó là cái trạng thái của tham. Thì xin giải thích cái thắc mắc của chiếc lá mùa sư. Dạ, chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con tên Hồng Mai chứ không phải là chiếc lá mùa xuân thưa sư. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ không sao thưa Hồng Mai, chỉ là tên chế định thôi à, miễn là sư trả lời câu hỏi của mình và mình cảm thấy tâm đắc là được rồi, còn không có sao hết. Dạ em thấy bàn tay chị Nhật Hình, dạ em kính mời chị ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ dạ cảm ơn Kim Dung. Dạ con cũng thỉnh sư dùng tạm bịch nước, sư nghỉ ngơi trong giây lát thôi, con nghe sư ho nhiều quá sư. Dạ sư có được, con xin đỡ mít để sư nghỉ chút xíu. Dạ Nam mô Bổn Thầy. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Sông Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con được đến gần đến những lời Đức Phật dạy, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ con thành kính tri ân sư. Dạ sư nghỉ trong giây lát bạch sư. Dạ sư không có nói sai đâu quý vị. Quý vị nghe mà sư trả lời câu hỏi của Hồng Mai, sau đó sư trả lời câu hỏi của chiếc lá mùa xuân, chứ không phải. Nên là sư nói như vậy là đúng chứ không có sai đâu. Dạ nên lúc nãy Nhật Quỳnh thấy sư đang trả lời câu hỏi của Kim Nhung, là sư thấy Nhật Quỳnh đã thấy câu hỏi của vị kia rồi, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy là sư đang trả lời câu hỏi của Kim Nhung mà Kim Nhung thì không thấy câu hỏi của Thích Thi Na đưa lên, nên là để cho trả lời câu Kim Nhung xong thì sẽ lên thỉnh sư. Nhưng mà thấy Kim Nhung đưa câu hỏi của Sitina lên nên là ngài tiếp tục trả lời, cũng như bây giờ ngài trả lời câu hỏi của Hồng Mai, mà thì phải có câu hỏi tiếp nên là sư lại trả lời tiếp, nên là coi như trả lời cả hai vị nên không có sao. Dạ Nam mô Bích Thầy. Dạ dạ rồi bạch sư, con đã đỡ mít để cho sư nghỉ trong giây lát. Dạ bây giờ thì còn vị nào có câu hỏi không thì đưa bàn tay lên hoặc chat chat, Nhật Quỳnh xin đọc để sư được nghỉ chứ nghe sư ho mấy lần rồi. Dạ dạ giờ còn vị nào còn câu hỏi không? Theo đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 10 phút thôi, nên kính mong đạo tràng có thể cho một vài câu hỏi để cho trong đạo tràng chúng ta hiểu biết thêm về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Kìa có một ngàn đám một lời mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Kìa Quỳnh Giang Nhật Hà đâu?
Đưa bàn tay của mình lên kia. Rồi, mời Giảng Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, hôm nay sư giảng về bài về ánh sáng, thì ánh sáng của bậc chánh đẳng giác là thù thắng nhất. Thì giống như con nghĩ thì những cái bóng đèn ánh sáng thì nó nói lên giống như là những cái bóng đèn cái ánh sáng thì nó không có cái biên giới. Một cái đèn, hai cái đèn, ba bóng đèn thì nó tạo thành một cái mạng lưới ánh sáng. Thì như vậy có giống như là từ con học pháp mà con vô lớp mà con học mà với những bạn đạo chung như vậy đó thì nhiều cái đầu gộp lại thì mình sẽ sáng ra, mình thông minh hơn, mình giỏi hơn, hay là mình phải tham gia, mình thảo luận, mình đặt câu hỏi rồi mình đào sâu vấn đề thì mình mới giỏi hơn. Cũng giống như Đức Thế Tôn nói là mình phải tự đốt đuốc mà đi á. Như vậy nó có khác nhau không, hay là con phải tự đốt đuốc mà đi, hay là con vô con ngồi im im con nghe rồi con cũng sẽ được giỏi, cũng sáng theo các bạn đạo khác. Và con xin sư giảng cho con điểm này, và con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều. Cô cho sư mấy phút để mà nghỉ ngơi. Thì quý vị nhớ rằng trong cái vấn đề mà học đó, thì sao? Thì phải hỏi để chúng ta hiểu biết được thấu đáo. Rồi trong cái sự mà thảo luận đàm đạo để chúng ta hiểu sâu hơn, rộng hơn, rồi nhớ nó rõ ràng, nó sâu sắc hơn. Thành ra đó, cái trí văn là mình mới chỉ nghe thôi, mình đọc thôi. Rồi sao? Mình nghe, mình đọc, mình học rồi đó. Mình phải suy tư. Suy tư. Rồi mình phải hiểu tại sao mà nó phải như vậy. Do đâu? Cái nào là nhân, cái nào là quả đó. Thì khi mà mình phải suy tư như vậy, rồi mình phải tìm hiểu nhân quả như thế nào thế nào thế nào để cái hiểu biết mình nó càng sáng tỏ, đúng không? Chứ còn nếu mình đọc mình đọc mình học không thì cái hiểu biết của mình nó cũng cũng có, nhưng mà nó còn cạn cợt lắm nha. Mà mình phải hỏi hỏi những điều mà mình chưa thấu đáo, mình còn thắc mắc, để cái sự hiểu biết mình nó rõ ràng chín chắn hơn. Rồi sao? Mình hiểu biết rồi đó, mình phải suy tư, mình thảo luận, mình đàm đạo. Chứ còn nhiều khi á mình biết vậy nhưng mà nó chưa có chín chắn, chưa có thấu đáo. Mình cần phải trao đổi nhau kia nọ thì cái hiểu. Còn bây giờ á mình học mà mình chỉ ngồi đó thì có nhiều khi á sao, tại vì mình còn ngần ngại. Mình sợ người ta chê. Bây giờ mình hỏi cái câu đó mà cái mấy người ta chê rồi,
học cái gì mà dở quá, cái vậy mà cũng không hiểu mà đi hỏi. Là thành ra mình vì cái tự cao, cái gì kỹ, mình không có cái sự tiến bộ, không? Đó, chính vì mình hiểu biết cái đó mình còn cạn cợt, còn dở, mình hỏi để mình hiểu biết nó sâu rộng hơn, còn mình sợ người ta chê, ta cười mình, mình giấu cái khiếm khuyết, thì sao mình cứ bị dở hoài, đó. Thành ra đó, mình mạnh dạn, bây giờ ở đây mình có cái tính chất là hơn thua, mình có là ai giỏi ai hay hơn ai này đó. Mà chúng ta ở đây để mà mình cùng nhau có sự hiểu biết, có sự hiểu biết, có sự tiến bộ, trong cái vấn đề mà học hỏi giáo pháp, để tìm hiểu, để đi vào cái thực tập, cái thực hành cái lời dạy của Đức Phật, đem đến cái lợi ích tốt đẹp, để gì, để sửa đổi những cái tri kiến còn sai lầm, không? Đó, thành ra đó mình mạnh dạn, những cái gì mà mình còn hoài nghi, mình chưa thấu đáo, thì để mình nêu lên để cùng nhau trao đổi, để hiểu biết cho nó rõ ràng tường tận hơn, đó. Chứ còn mà mình cứ e ngại, có nhiều khi người ta hỏi á, người ta hỏi nó đâu có trúng cái chỗ mà cái vấn đề mà mình còn thắc mắc, mình còn hoài nghi, cho nên cái đó nó còn cứ còn ấm ức ở trong cái tâm của mình, cái trí tuệ của mình, không ha, không? Thành ra ở đây trong cái này là mình học hỏi lẫn nhau, có những cái lúc thì sư cũng phải lắng nghe, phải học hỏi những cái kinh nghiệm của quý vị. Rồi có những lúc thì sư cũng chia sẻ những cái hiểu biết, những cái kiến thức của mình, để mình cùng nhau mình tiến bộ tốt đẹp. Chứ chúng ta tất cả còn là phàm nhân, mình ở đây chưa phải bậc thánh. Nếu mà mình là thánh rồi thì mình không còn ở đây đâu. Thì bây giờ trong cái sự học hỏi, chúng ta hoan hỷ để mà thảo luận, chia sẻ, để nói lên những cái mà mình còn hoài nghi, mình chưa thấu đáo. Rồi cái người mà có được cái kinh nghiệm, có hiểu biết, thì mình nói lên để chia sẻ, để cùng nhau tiến bộ. Mà trong khi mà mình sinh hoạt như vậy là để mình gìn giữ và bảo vệ cái Phật pháp. Dạ, đến đây thời gian chắc cũng vừa phải lẽ. Dạ, bây giờ mời cô Kim Nhung sám hối và sư xin cúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt giới phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cho ngang. Dạ, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Dạ, mời cô Kim Nhung nó mụ thầy á. Dạ, sa thú. Dạ, con kính thưa sư, con xin sám hối. Dạ, con cũng biết là sư mệt, sư ho, nhưng mà con cũng chưa biết làm sao để cho sư nghỉ ngơi, thì có chị Nhật Huỳnh đã đỡ cho con. Dạ, xin sa thứ chị Nhật Huỳnh. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ. Dạ, thưa sư, cái câu hỏi của Giang Nhật Hạ hồi nãy đó, con, Giang Nhật Hà, thì con thấy sư trả lời rất là hay. Dạ, con cũng thấy là cái câu này rất cần thiết trong khi sinh hoạt đạo tràng. Dạ, mình vô sinh hoạt thì mình phải có những cái câu hỏi, cái gì mình không hiểu thì mình hỏi. Có những khi mình cũng hỏi để cho mình trao đổi và các bạn đạo học hỏi lẫn nhau. Chứ còn mình chỉ im lặng mình ngồi nghe thì lớp sẽ rất là thụ động. Mình hỏi thì mình để tăng thêm tri kiến. Và con cũng nhớ lời sư Trí Đức nói là mình vô lớp thì mình không, mình chưa phải là bậc thánh, thành ra là mình đừng có im lặng mà mình phải nên trao đổi với nhau. Và hôm nay sư cũng
nói lên điều đó nữa. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. À, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài học ngày hôm nay và giải thích các câu hỏi của các bạn đạo. À, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe Pháp ạ. Uttamangena-wande-hang-bada-bang-sung-varuttamang-bu-de-yo Kali to do so but tho khama thu tăng ma mang uta mang ge na wan de hang tham mang cha du vit hang qua rang tham me yo kali to do so tham mo khama thu tăng ma mang Uta mang ghe na wan de hang sang khanh cha du vi thô ta mang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tăng ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học ngày hôm nay, dạ một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải và trả câu hỏi bạn đạo trong ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi nghe Pháp để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada sothe bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sothe bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sothe bhavantu te tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá.